NATO và Ukraine vừa tổ chức họp tuyệt mật tại Đức, nội dung chính được bàn thảo là gì? Trong lúc đó, UAV Ukraine tiếp tục tấn công thủ đô Moscow của Nga. Ba Lan lại đe dọa Ukraine và khơi lên lịch sử đau thương giữa hai dân tộc. Xung đột Trung Đông, có ý kiến cho rằng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk đang góp phần làm trầm trọng thêm cuộc nội chiến ở Sudan. Vì sao như vậy? Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tiết lộ Thổ Nhĩ Kỳ đã lừa dối chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, cụ thể như thế nào? Tất cả sẽ có trong chương trình An ninh trật tự 24 giờ ngay sau đây. Phiến chào mừng quý vị cùng đến với bản tin An ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày hôm nay mùng 1 tháng 9 và sau đây là những nội dung nổi bật của chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi. Tờ Bild đưa tin, quan chức quân sự hàng đầu của các quốc gia thành viên NATO và Ukraine vừa tập trung tại thành phố Dresden của Đức để tham gia các cuộc đàm phán tuyệt mật. Tận dụng cơ hội này, nước chủ nhà Đức đã giới thiệu những đổi mới tiên tiến nhất của ngành công nghiệp vũ khí trong nước. Đầu tháng 8, Rheinmetall, công ty quốc phòng hàng đầu của Đức cho biết lợi nhuận của họ đã tăng gấp đôi trong nửa đầu năm 2024. Xung đột tại Ukraine góp phần đáng kể vào sự cải thiện hiệu suất kinh doanh của họ. Theo tờ Bild, các chỉ huy lực lượng lục quân từ 35 quốc gia châu Âu cùng với đại diện của Ukraine và Mỹ đã tham gia họp kín tại Dresden từ thứ 3 đến thứ 5, tức 27 đến 29 tháng 8. Tờ báo lưu ý, sự kiện này được tổ chức ở mức độ bảo mật cao, với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm đối phó nguy cơ gián điệp. Chủ đề chính được thảo luận trong cuộc họp bao gồm các khu vực hoạt động quân sự mới của NATO ở Thụy Điển và Phần Lan, hai thành viên mới của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu trong vòng 18 tháng qua, cũng như phân tích mối đe dọa và bài học rút ra từ xung đột Ukraine. Theo báo cáo, trong khuôn khổ cuộc họp còn có triển lãm về thiết bị quốc phòng của Đức, nổi bật với hệ thống phòng không Skyranger do hãng Rheinmetall sản xuất. Sở hữu nòng bắn tự động kiểu ổ quay cùng radar mạnh mẽ, hệ thống này được tờ Bild ca ngợi là cực kỳ hiệu quả trong việc đánh chặn các máy bay không người lái. Và tháng 6, tờ báo dẫn lời ông John Bernhardt, người đứng đầu bộ phận các hệ thống mặt đất của Rheinmetall cho biết, một phiên bản của Skyranger gắn trên xe tăng Leopard 1 từ thời chiến tranh lạnh có thể sớm được cung cấp cho Ukraine. Bên tiết lộ thêm, pháo tự hành điều khiển từ xa mới RCH-155 cũng được trình làng tại triển lãm Dresden. Dự kiến 54 khẩu RCH-155 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào năm tới. Một số quân đội châu Âu đã bày tỏ sự quan tâm về khí tài này. Rheinmetall đang xây dựng một cơ sở sản xuất tại bang Lower Saxony, Đức, như một phần trong tham vọng sản xuất tới 700.000 viên đạn pháo mỗi năm vào năm 2025. Nhà sản xuất vũ khí Đức cũng vừa khai trương một trung tâm bảo trì xe tăng ở miền Tây Ukraine vào tháng 6, đồng thời lên kế hoạch thiết lập nhiều nhà máy sản xuất đạn dược và hệ thống phòng không trên lãnh thổ Ukraine. Các quan chức cấp cao Nga cho biết, Moscow coi những cơ sở này là mục tiêu hợp pháp. Điện Kremlin liên tục cảnh báo việc phương Tây viện trợ quân sự cho Kiev sẽ không thể thay đổi được kết cục cuộc chiến mà chỉ làm kéo dài xung đột. Đài RT dẫn thông tin từ thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt để ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào thủ đô Nga. Ông Sobyanin cho biết chiếc máy bay không người lái đầu tiên bị bắn hạ gần Podolsk, cách Moscow khoảng 40 km về phía nam, vào khoảng 1 giờ 20 phút sáng Chủ nhật 1 tháng 9 theo giờ địa phương. Khoảng 1 giờ sau, thị trưởng thông báo rằng một máy bay không người lái khác đã bị tiêu diệt khi đang lao đến Moscow. Trong các thông báo tiếp theo kéo dài suốt 6 giờ đồng hồ, ông Sobyanin cho biết thêm nhiều máy bay không người lái đã bị chặn lại ở các khu vực gần thủ đô như Stubino, Odistovo, Lenisky và Ramensky. Đáng chú ý, một UAV đã cố gắng tấn công nhà máy lọc dầu ở quận Kaposnya, khu vực nổi tiếng với ngành công nghiệp xăng dầu ở phía đông nam Moscow, nhưng bị bắn hạ mà không gây ra thiệt hại hay thương vong nào. Người đứng đầu quận Kashina thuộc vùng Moscow, Mikhail Shuvalov, cũng thông báo một nhà máy điện trong khu vực đã bị 3 UAV tấn công trong đêm. Nguồn cung điện vẫn được đảm bảo, các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường, vị quan chức viết trên Telegram. Tính đến 7 giờ 30 phút sáng, hệ thống phòng không của Nga vẫn tiếp tục hoạt động tích cực để đối phó với UAV. Theo thông tin sơ bộ, mảnh vỡ từ UAV bị bắn hạ không gây thương vong hay thiệt hại đáng kể dưới mặt đất. Kiev vẫn chưa phản hồi về thông tin. Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc không kích vào thủ đô Nga, cách chiến tuyến hơn 500 km bằng máy bay không người lái. Hầu hết UAV đều đã bị vô hiệu hóa trước khi tiếp cận mục tiêu. Vào ngày 21 tháng 8, Moscow đã chứng kiến một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất kể từ đầu xung đột, với 11 UAV bị bắn hạ gần thủ đô Nga. Okay.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lại đe dọa sẽ ngăn chặn đường gia nhập EU của Ukraine, trừ khi Kiev giải quyết yêu cầu của Warsaw về vụ thảm sát Volyn từ thời Thế chiến II. Đây là vụ thảm sát hàng loạt người Ba Lan do phe dân tộc chủ nghĩa Ukraine thực hiện. Ông Tusk đưa ra tuyên bố trên sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tới Warsaw. Ông Kuleba thường đưa ra nhiều yếu tố tranh cãi về lịch sử Ba Lan và Ukraine. Ông Tusk nói tiếp, người dân Ukraine với tất cả sự tôn trọng và ủng hộ của chúng tôi đối với cuộc chiến hiện nay phải nhận ra rằng gia nhập EU cũng là gia nhập một nền văn hóa chính trị và lịch sử mới. Vì vậy, cho đến khi Ukraine tôn trọng các tiêu chuẩn trên, Ukraine sẽ không là thành viên của gia đình châu Âu. Thủ tướng Tusk lên án những phát biểu của Ngoại trưởng Kuleba, mô tả đánh giá của ông Kuleba là rất tiêu cực. Ông Tusk nhấn mạnh, Ukraine bằng cách này hay cách khác sẽ phải đáp ứng kỳ vọng của Ba Lan. Ngoại trưởng Kuleba được truyền thông Ba Lan mô tả là đưa ra nhận xét thiếu sáng suốt khi đến thăm thành phố Olsztyn ở miền Bắc Ba Lan. Ông nói không phản đối việc khai quật để hiểu hơn vụ thảm sát Volyn, nhưng hai quốc gia nên để lịch sử cho các nhà sử học và không đào bới điều tồi tệ Ba Lan đã làm cho Ukraine cũng như Ukraine đã làm với Ba Lan. Ước tính ít nhất 60.000 người Ba Lan đã bị giết hại trong thời gian 1943-1944 tại khu vực Volhynia và Đông Galicia hiện thuộc về Ukraine. Chủ mưu là quân nổi dậy Ukraine UPA và Tổ chức Dân tộc Chủ nghĩa Ukraine OUN. Hai phe này còn có quan hệ với Đức Quốc xã và được chính quyền Ukraine hiện nay vinh danh. Một số nhà sử học ước tính số người thiệt mạng có thể lên đến 120.000 người, trong khi Ba Lan gọi đây là vụ diệt chủng thảm khốc, thì chính quyền Ukraine của Tổng thống Zelensky gọi những người gây ra sự việc là các chiến binh tự do và anh hùng dân tộc. Ngoại trưởng Kuleba cũng nhắc lại chiến dịch Vistula năm 1947, tức cuộc di rời cưỡng bức người Ukraine từ Đông Nam Ba Lan sang phía Tây. Khoảng 140.000 người đã bị trục xuất trong chiến dịch này. Ông Kuleba nói Kiev có yêu cầu riêng với Ba Lan, ví dụ tôn trọng ký ức về những người Ukraine bị trục xuất khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine. Nhận xét này được truyền thông Ba Lan xem là rất thiếu tế nhị vì gợi lên tranh chấp lãnh thổ tiềm tàng. Bộ Ngoại giao Ukraine đã phải vào cuộc, khẳng định họ không có ý như vậy. Nội chiến và thảm họa nhân đạo ở Sudan đã bị lu mờ trên những kênh tin tức quốc tế bởi xung đột Ukraine và Gaza. Tháng 4 năm 2023 chính thức mở màn cuộc đấu tranh quyền lực dữ dội giữa hai thế lực đối địch đã và đang tàn phá quốc gia châu Phi. Hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa. Vi phạm nhân quyền trên diện rộng trong lúc rất nhiều bệnh viện, trường học, đường xá và công trình tiện ích rơi vào cảnh đổ nát. Theo Middle East Eye, lực lượng vũ trang Sudan SAF và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF đối lập đều sử dụng rộng rãi phương tiện kỹ thuật số để tuyên truyền. Họ có mong muốn chung là che đậy hành vi bạo lực của mình để nhận được sự ủng hộ từ người dân Sudan lẫn cộng đồng quốc tế. Cách tiếp cận không can thiệp của tỷ phú Elon Musk với X, trước đây là Twitter, đã cho phép RSF, lực lượng bán quân sự tàn bạo do tướng Mohamed Hamdan Dagalo lãnh đạo, xây dựng một vỏ bọc trực tuyến đầy lòng trắc ẩn. Với tư cách là người đứng đầu nhà nước trên thực tế của Sudan, tướng Abdel Fattah al-Burhan, lãnh đạo SAF, có quyền truy cập không hạn chế vào mọi kênh truyền thông. Ngược lại, RSF khéo léo sử dụng truyền thông xã hội để tự coi mình là một phần tất yếu của nền dân chủ. Tuy nhiên, ở mọi nơi RSF giành quyền kiểm soát, thì các chiến binh thực hiện hành động vi phạm nhân quyền rộng rãi. Ngay sau khi giao tranh bắt đầu ở Khartoum tháng 5 năm 2023, RSF thiết lập đường dây nóng trên WhatsApp để kết nối cư dân khu vực bị chiếm đóng với viện trợ nhân đạo và sơ tán. Lực lượng đặc nhiệm chuyên biệt tương tự cảnh sát khu phố đã được thành lập với mục tiêu được quảng cáo là bảo vệ dân thường khỏi tội phạm. Các bài đăng gần đây nêu bật hành động của một ủy ban hòa giải mới đang phân phát thực phẩm và nhu yếu phẩm cũng như đến thăm lớp học cho trẻ em và trại tị nạn. Những video khác cho thấy nhóm này tuyên bố sẽ lắp đặt máy bơm nước hoặc trả lại tài sản bị đánh cắp. Ngày 12 tháng 8, tướng Dagalo đăng một video dài 8 phút trên X thông báo thành lập lực lượng bảo vệ dân thường mới. Về cơ bản, lực lượng này là sự hợp nhất nỗ lực nhân đạo và hòa bình trước đó. Lực lượng trên hoạt động ngay lập tức, mở rộng để bao phủ mọi thành phố do RSF kiểm soát với nhiệm vụ bảo vệ tính mạng và tài sản của dân thường, tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo cũng như giữ an toàn cho nhân viên cứu trợ. Lực lượng này còn được giao nhiệm vụ tạo điều kiện cho người tị nạn tự nguyện trở về quê hương. Video nhận được hơn 800.000 lượt xem chỉ trong vài giây. Nó khắc họa hình ảnh ông Dagalo là một lãnh đạo quan tâm và tận tụy. Nội dung trong video thực sự phù hợp với ý nguyện của người dân, nhưng giới phân tích không kỳ vọng nhiều vào viễn cảnh điều đó được hiện thực hóa. Ý định của RSF là thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. RSF đang tìm cách khẳng định mình là tổ chức nhà nước có trách nhiệm ở Sudan, khiến các hoạt động bạo lực của chính họ bị lãng quên.
rất ít hoặc không có thông tin cập nhật về hoạt động của lực lượng RSF mới thành lập. RSF mô tả trên X là tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo, nhưng các cơ quan Liên Hợp Quốc báo cáo rằng nhóm này thường xuyên cản trở cứu trợ nhân đạo. Giới quan sát cho rằng thông tin trên mạng xã hội của RSF không thể được coi là đáng tin cậy. Các chiến binh RSF được tuyển dụng từ dân số người Ả Rập của Sudan thường xuyên bị cáo buộc tham gia vào hoạt động thanh trừng sắc tộc với các nhóm không phải người Ả Rập ở Darfur. RSF còn khai thác dịch vụ Internet Starlink để tránh tình trạng mất kết nối và hoạt động như một cỗ máy chiến tranh hiệu quả. Thiết bị đầu cuối thuộc về Starlink, công ty khác do tỷ phú Musk kiểm soát, được RSF lấy thông qua buôn lậu bất hợp pháp với láng giềng như Chad và Nam Sudan. Nội chiến Sudan được dự đoán vẫn kéo dài, chừng nào tiến trình hòa bình không hiệu quả vẫn tiếp diễn. Áp dụng hạn chế để ngăn chặn chiến tranh trong lĩnh vực kỹ thuật số được cho là mục tiêu dễ đạt được có thể tạo ra sự khác biệt. Quan hệ giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều thăng trầm trong thập kỷ gần đây. Đôi lúc mâu thuẫn gần như xung đột, rồi đến đối thoại và xây dựng. Mối quan hệ này được hình thành bởi nhiều yếu tố địa chính trị phức tạp. Nó cũng phản ánh lập trường của hai nước trong nhiều vấn đề quốc tế. Để hiểu mối quan hệ Ai Cập-Thổ Nhĩ Kỳ, cần xem xét cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập 2011, khiến Ai Cập và nhiều nước Ả Rập thay đổi mạnh mẽ. Thổ Nhĩ Kỳ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, đã ủng hộ cuộc nổi dậy của người Ả Rập đưa các nhóm Hồi giáo lên nắm quyền, ví dụ nhóm Anh em Hồi giáo ở Ai Cập. Cuộc nổi dậy dẫn đến việc cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị phế truất sau 30 năm trên ngai vàng, mở đường cho ông Mohamed Morsi, một thành viên nhóm Anh em Hồi giáo kế nhiệm năm 2012. Thời điểm đó, quan hệ Ai Cập-Thổ Nhĩ Kỳ ở đỉnh cao, gần gũi, đánh dấu bằng sự hợp tác chặt chẽ giữa hai lãnh đạo. Thổ Nhĩ Kỳ coi sự trỗi dậy của ông Morsi là diễn biến tích cực, phù hợp với các phong trào Hồi giáo trong khu vực. Tuy nhiên, nhiệm kỳ Tổng thống của ông Morsi không kéo dài. Năm 2013, quân đội Ai Cập lật đổ nhà lãnh đạo có liên hệ với nhóm Anh em Hồi giáo sau các cuộc biểu tình của người dân. Quân đội được lãnh đạo bởi tướng Adem Fattah el-Sisi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hiện là Tổng thống. Thổ Nhĩ Kỳ lên án mạnh mẽ việc lật đổ ông Morsi dẫn đến căng thẳng trong quan hệ với chính quyền mới của Ai Cập. Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên chỉ trích và từ chối công nhận chính phủ mới dẫn đến một thập kỷ lạnh nhạt ngoại giao. Giai đoạn này, sự tin tưởng lẫn nhau không còn, thậm chí hai bên đối đầu trong một số vấn đề. Ví dụ cuộc xung đột ở Libya, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ chính phủ quốc gia, trong khi Ai Cập ủng hộ phe quân đội quốc gia do tướng Khalifa Haftar lãnh đạo. Căng thẳng còn lan sang lĩnh vực khác như truyền thông và kinh tế. Cả hai đều tìm cách hạn chế ảnh hưởng của nhau. Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ những kênh truyền thông phản đối chế độ quân sự ở Ai Cập. Thay đổi trong quan hệ Ai Cập-Thổ Nhĩ Kỳ có tín hiệu vào năm 2021 khi bắt đầu các cuộc đàm phán thăm dò. Bước đi này diễn ra khi cả hai nhận ra nhu cầu vượt qua đối đầu cũng là để thích nghi với thay đổi trong khu vực lẫn toàn cầu. Bối cảnh địa chính trị ở Trung Đông và thế giới đã trải qua nhiều biến động trong giai đoạn hai nước lạnh nhạt. Điều này cũng góp phần vào xu hướng hòa giải. Về kinh tế, cả hai cùng đối mặt với thách thức nan giải trong những năm gần đây. Thổ Nhĩ Kỳ chật vật với lạm phát cao và đồng tiền mất giá. Ai Cập thì ngày càng dựa vào viện trợ từ bên ngoài. Hai nước nhận ra họ cần hợp tác vì lợi ích song phương. An ninh khu vực cũng là yếu tố quan trọng. Cả hai hiểu rằng sự ổn định của khu vực phụ thuộc vào sự phối hợp giữa các cường quốc trong vùng. Ở Libya và Syria đã xuất hiện những hiểu biết mới về cách chấm dứt giao tranh thông qua giải pháp chính trị. Chính trị là con đường khả thi nhất dẫn đến ổn định. Hơn nữa, Hoa Kỳ có xu hướng chuyển trọng tâm từ Trung Đông sang châu Á. Washington giảm quan tâm đến khu vực, các nước như Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ phải tăng cường quan hệ để bảo vệ lợi ích. Sự thay đổi này thúc đẩy cả hai định vị lại mình trong trật tự toàn cầu mới. Mối quan hệ hợp tác có thể nâng cao khả năng đàm phán với những cường quốc toàn cầu, tăng mức độ độc lập trong việc ra quyết định. Bước ngoặt trong mối quan hệ diễn ra vào tháng 2 năm 2024 khi Tổng thống Erdogan có chuyến thăm lịch sử tới Cairo theo lời mời của người đồng cấp El-Sisi. Chuyến thăm đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình hòa giải. Đây là chuyến đi chính thức đầu tiên của một lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tới Ai Cập từ khi phe Anh em Hồi giáo bị lật đổ năm 2013. Chuyến thăm được tiếp đón nồng hậu. Các cuộc thảo luận diễn ra về nhiều vấn đề như thương mại, đầu tư, an ninh và văn hóa. Chuyến thăm gửi thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế rằng cả hai đều nghiêm túc trong việc hàn gắn quan hệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại trực tiếp trong việc giải quyết tranh chấp. Tuyên bố chung được đưa ra trong chuyến thăm đã tái khẳng định cam kết xây dựng một chương mới trong quan hệ song phương dựa trên tôn trọng và lợi ích chung. Hiện nay, hai bên đang sắp xếp để ông El-Sisi thăm Ankara. Có nhiều kỳ vọng một số nghị sự sẽ được trao đổi giúp định hình lại tương lai quan hệ hai nước. Các lĩnh vực được dự đoán sẽ tăng cường hợp tác là năng lượng, phát triển cơ sở hạ tầng và thương mại. Đầu tư của Thổ Nhĩ Kỳ vào Ai Cập hiện chiếm một phần đáng kể đầu tư trực tiếp nước ngoài.
sự hiểu biết chính trị có thể thúc đẩy các khoản đầu tư này cũng như tăng khối lượng trao đổi thương mại. Xung đột ở Trung Đông, đặc biệt là Libya và Syria, có thể nằm trong chương trình nghị sự. Cả hai đều thừa nhận bất ổn không có lợi cho tất cả. Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ có chung lợi ích trong việc ổn định khu vực. Sự phối hợp có thể góp phần đạt được các giải pháp chính trị lâu dài. Chuyến thăm của Tổng thống Ai Cập tới Thổ Nhĩ Kỳ được dự đoán mang lại nhiều cơ hội, nhưng chính trị và lịch sử Trung Đông luôn có nhiều bài học, là cơ hội thường đi kèm với thách thức. Khác biệt về ý thức hệ giữa hai nước vẫn tồn tại, đặc biệt liên quan đến ủng hộ các nhóm Hồi giáo. Khác biệt này có thể cản trở việc đạt được thỏa thuận về một số vấn đề nhạy cảm nếu không tin tưởng vào cam kết của đối phương. Thổ Nhĩ Kỳ đã có những bước đi cụ thể về vấn đề này, nhưng vẫn còn nhiều dấu chấm hỏi về tính nghiêm túc và bền vững. Ngoài ra, không thể bỏ qua ảnh hưởng từ bên ngoài tới mối quan hệ này. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga có những lợi ích khác nhau trong khu vực. Tiến triển gần đây trong quan hệ song phương giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy cả hai sẵn sàng vượt qua thách thức để theo đuổi mục tiêu chung. Chìa khóa thành công này là ý chí chính trị, ngoại giao và tập trung vào lĩnh vực cùng quan tâm, bằng cách xây dựng mối quan hệ dựa trên nền tảng là chuyến thăm cấp cao gần đây. Sau đó chuyển thiện chí chính trị thành hành động cụ thể, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ được dự đoán có thể thiết lập đối tác bền vững, đóng góp vào sự thịnh vượng trong khu vực. Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã làm thay vai trò của Tổng thống Donald Trump khi thuyết phục ông H.R. Mark Master rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ là người chiến thắng tất yếu trong cuộc nội chiến Syria. Nội dung trên được chia sẻ trong cuốn sách mới của tướng H.R. Mark Master, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới thời ông Trump, do Middle East Eye đăng tải. Ông Mark Master phục vụ từ ngày 20 tháng 2 năm 2017 đến ngày 9 tháng 4 năm 2018. Trong cuốn sách mang tên A War With Ourselves, My Tour of Duty in the Trump White House, ông chia sẻ rằng Tổng thống Erdogan liên tục thúc đẩy Nhà Trắng rút quân khỏi một số khu vực ở miền Bắc Syria, đẩy lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào loại bỏ nhóm vũ trang người Kurd. Trong cuộc điện đàm ngày 24 tháng 11 năm 2017, Tổng thống Erdogan nói với ông Trump rằng không có lý do gì để Hoa Kỳ hỗ trợ lực lượng dân chủ Syria SDF do người Kurd lãnh đạo vì nhóm nhà nước Hồi giáo IS đã bị đánh bại. Ông Trump biết những gì nghe được là dối trá, nhưng Tổng thống Erdogan đã tìm ra cách lợi dụng sự chán nản của ông đối với các hoạt động quân sự kéo dài ở Trung Đông. Tổng thống Erdogan mô tả tiếp tục chuyển giao vũ khí cho SDF là lãng phí tiền bạc. Theo tướng Mark Master, Tổng thống Erdogan nói dối ông Trump để ngăn chặn sự phát triển quân đội người Kurd độc lập ở Syria có thể tuyên bố chủ quyền đối với khu vực ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Tướng Mark Master lưu ý lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cùng chơi với ông Trump. Nếu để tình hình diễn ra mà không có sự phản đối, tướng Mark Master sẽ không hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là cố vấn an ninh. Cả Tổng thống Putin và Erdogan đều coi ông Mark Master là trở ngại cho quan hệ với ông Trump. Tướng Mark Master kể lại trong cuộc điện đàm ngày 24 tháng 11 năm 2017. Tổng thống Erdogan một lần nữa nhắc lại, chuyển giao vũ khí cho SDF là lãng phí tiền bạc. Ông Trump đã mắc bẫy. Mối quan hệ giữa hai nước vào thời điểm đó rất khó khăn. Vì một loạt các tranh cãi liên quan đến Syria, Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga và việc bắt giữ mục sư người Mỹ Andrew Brunson với cáo buộc âm mưu chống lại chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Trước bối cảnh này, tướng Mark Master đến Istanbul ngày 10 tháng 2 năm 2018, gặp cố vấn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khi đó là Ibrahim Kalin và Giám đốc tình báo Hakan Fidan. Sau cuộc họp, cố vấn Mark Master đề xuất với Nhà Trắng rằng Washington nên điều chỉnh chiến lược với Thổ Nhĩ Kỳ, trọng tâm là tránh chia rẽ hoàn toàn, xây dựng kế hoạch dự phòng cho tình huống xấu nhất, bao gồm cả việc di rời tài sản quân sự của Hoa Kỳ hiện đang ở quốc gia Tây Á. Mặc dù không nêu chi tiết, nhưng ông Mark Master có thể ám chỉ đến kho vũ khí hạt nhân tại căn cứ không quân Izlik của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cất giữ 50 quả bom B-61. Phần lớn người Mỹ nhận định Phó Tổng thống Kamala Harris sẵn sàng chấp nhận kết quả bầu cử tháng 11 tới, nhưng cựu Tổng thống Trump thì không, theo một cuộc khảo sát mới đây. Cuộc khảo sát do ABC News Ipsos tiến hành đã chỉ ra sự khác nhau về mức độ sẵn sàng chấp nhận kết quả của từng ứng viên. 68% số người được hỏi cho rằng bà Harris sẵn sàng chấp nhận kết quả. Ngược lại, chỉ có 29% nghĩ rằng ông Trump sẵn sàng làm như vậy, trong khi 67% tin ông Trump sẽ không chấp nhận. 81% người được hỏi cho biết họ sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả. 17% nói họ chưa sẵn sàng cho kịch bản mình không mong đợi. Khoảng 30% tin rằng phiếu bầu có thể sẽ không chính xác. 65% tin rằng phiếu bầu phản ánh chính xác kết quả. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 23 đến 27 tháng 8 với 2.496 người trưởng thành tham gia. Cuộc khảo sát có biên độ sai sót là 2%.
Thời gian gần đây, nhiều dấu hiệu cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump ở một số bang chiến trường quan trọng, với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 50% và 45%. Đài RT đưa tin, cảnh sát đã buộc phải sử dụng súng điện để trấn áp một người đàn ông khi đối tượng tìm cách đột nhập vào khu vực tác nghiệp của báo chí tại buổi vận động tranh cử mới đây của ông Donald Trump ở thành phố Johnstown, bang Pennsylvania. Sự cố được báo cáo trong bối cảnh an ninh được tăng cường chặt chẽ tại các sự kiện trước bầu cử của ứng viên Đảng Cộng Hòa sau vụ ám sát bất thành gây chấn động vào tháng 7. Ông Trump đã thoát chết gang tấc khi Thomas Cruz, 20 tuổi, bắn nhiều phát đạn vào cựu tổng thống trong cuộc meeting ở Butler, cũng thuộc bang Pennsylvania. Một viên đạn sượt qua tay phải của cựu tổng thống, trong khi một người tham dự buổi vận động không may trúng đạn tử vong và hai người khác bị thương nặng. Kẻ tấn công sau đó đã bị các mật vụ tiêu diệt. Theo các phương tiện truyền thông, người đàn ông đã vượt qua hàng rào chắn bảo vệ khu vực phóng viên và máy quay, liều lĩnh trèo lên nơi các phóng viên đang tác nghiệp. Những người tham dự gần đó ngay lập tức nỗ lực ngăn chặn kẻ gây rối trước khi cảnh sát đến khống chế người này bằng súng điện. Sự việc xảy ra sau khi ông Trump chỉ trích giới truyền thông vì đưa tin bất lợi về chiến dịch tranh cử của ông, cáo buộc họ thiên vị đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Đám đông đã hò reo nhiệt liệt khi cảnh sát áp giải kẻ gây rối ra ngoài. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa hóm hình nói, có nơi nào vui hơn buổi meeting của Donald Trump không? Hiện chưa có thông tin về động cơ của kẻ gây rối cũng như không rõ người này ủng hộ hay phản đối cựu Tổng thống. Lực lượng chức năng cũng còng tay một người đàn ông khác trong đám đông và dẫn đối tượng ra khỏi sự kiện. Việc bắt giữ này có liên quan đến sự cố trước đó hay không vẫn chưa được làm rõ. Các đánh giá mới chỉ ra rằng số người từ Gaza tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 có thể gấp đôi so với ước tính trước đó. Kênh 12 của Israel đưa tin hôm 1 tháng 9, trích dẫn dữ liệu từ sư đoàn Gaza trực thuộc lực lượng phòng vệ. Tới nay, số liệu công khai cho thấy khoảng 3.000 chiến binh do Hamas cầm đầu đã tham gia cuộc tấn công. Con số này không tính người dân Gaza không phải là thành viên Hamas hoặc các nhóm cực đoan khác. Đánh giá cho biết khoảng 3.800 thành viên lực lượng Nukba tinh nhuệ của Hamas đã phá vỡ hàng rào biên giới. Số còn lại là những người đa dạng thành phần. Hiện không rõ tình hình của 2.200 người dân Gaza này. Có lẽ phần nhiều là thường dân, vì cảnh quay video cho thấy một số vào để cướp bóc. Ngoài ra, báo cáo cho biết 1.000 chiến binh ở Gaza đã tham gia bắn tên lửa tới lãnh thổ Israel vào hôm đó, nghĩa là tổng cộng 7.000 người từ Gaza tham gia vào cuộc tấn công. Theo IDF, khoảng 5.000 quả tên lửa đã được bắn tới Israel hôm 7 tháng 10, trong đó 3.000 quả diễn ra trong 4 giờ đầu tiên của cuộc tấn công. Kênh 12 nói thêm, dữ liệu đã được gửi đến Tham mưu trưởng quân đội, Trung tướng Hezi Halevi. Cuộc điều tra của quân đội về các sự kiện xung quanh ngày 7 tháng 10 vẫn chưa hoàn tất, đang tiếp tục đánh giá tình hình. Sau khi hoàn tất, các phát hiện mới sẽ được công bố công khai. Theo Reuters, Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương đã quyết định gỡ bỏ đề cập đến Đài Loan khỏi thông cáo chung sau khiếu nại từ Trung Quốc. Bản thông cáo được phát hành vào thứ Sáu 30 tháng 8 tại hội nghị thượng đỉnh của 18 quốc đảo Thái Bình Dương, bao gồm đề mục quan hệ với Đài Loan, trong đó nhấn mạnh các nhà lãnh đạo tái khẳng định quyết định năm 1992 về quan hệ với Đài Loan. Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ứng từ đặc phái viên Trung Quốc, bản thông cáo đã bị gỡ bỏ khỏi trang web của diễn đàn ngay vào buổi tối cùng ngày. Sáng hôm sau, tài liệu mới được đăng tải với các đề cập đến Đài Loan bị loại bỏ. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và không nước nào có quyền thiết lập quan hệ cấp chính phủ với hòn đảo, một quan điểm mà Đài Loan phản đối mạnh mẽ. Trong số các thành viên của diễn đàn, chỉ có 3 quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. 15 quốc gia còn lại công nhận Trung Quốc, hiện là chủ nợ lớn nhất trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng của các quốc gia khu vực Thái Bình Dương, nơi Bắc Kinh đang tìm cách mở rộng sự hiện diện an ninh của mình. Sau khi đề cập đến Đài Loan bị gỡ, cơ quan ngoại giao của hòn đảo đã đưa ra tuyên bố lên án mạnh mẽ sự can thiệp của Trung Quốc, mô tả đây là những hành động làm tổn hại đến hòa bình và ổn định khu vực. Tuyên bố nói, việc sửa đổi bản thông cáo không làm suy giảm uy tín của Đài Loan tại diễn đàn, cũng như không cản trở khả năng tham gia của Đài Loan trong tương lai. Phát ngôn viên văn phòng điều hành diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương cho biết vào Chủ nhật 1 tháng 9 rằng, bản thông cáo là một tài liệu dựa trên sự đồng thuận, phản ánh quyết định và quan điểm được tất cả thành viên thống nhất. Vị quan chức cũng nhấn mạnh, phiên bản mới nhất của thông cáo không làm thay đổi hay ảnh hưởng đến các quyết định trong hội nghị, cũng như những quyết định trước đây của các nhà lãnh đạo diễn đàn. Là đối tác phát triển của diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương kể từ năm 1993, Đài Loan đã cử nhà ngoại giao Dien Trung Quang đến Tonga để gặp gỡ ba đồng minh của mình là Palau, Tuvalu và quần đảo Marshall. Khi bản thông cáo đầu tiên được công bố vào thứ Sáu, đặc phái viên đặc biệt của Trung Quốc về các quốc đảo Thái Bình Dương Quan Bo khẳng định với các phóng viên tại Tonga rằng việc đề cập đến Đài Loan rõ ràng là một sai sót. Theo thông tin từ trang web của Đại sứ quán Trung Quốc, trong tuần này, ông Kran đã tích cực vận động ngăn Đài Loan tham gia vào hoạt động chính thức của diễn đàn.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu trong cuộc họp báo định kỳ tại Bắc Kinh rằng bất kỳ nỗ lực nào của chính quyền Đài Loan nhằm gia tăng sự hiện diện thông qua việc tham gia diễn đàn chỉ là một hình thức tự lừa dối mình về vị trí và sự công nhận trên trường quốc tế. Số lượng các đồng minh ngoại giao của Đài Loan ở khu vực Thái Bình Dương đã giảm sút trong những năm gần đây, khi Trung Quốc mở rộng đề nghị tài trợ phát triển. Nauru đã chuyển từ quan hệ với Đài Loan sang Trung Quốc vào tháng 1 năm 2024, trong khi Kiribati và quần đảo Solomon, cả hai đang có sự hiện diện của cảnh sát Trung Quốc, cũng đã thay đổi quan hệ vào năm 2019. Nigeria dự kiến bắt đầu chiến dịch tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ, hay còn được gọi là Mpox, vào ngày 8 tháng 10 tới, sau khi hoàn tất thủ tục phê duyệt từ cơ quan chức năng. Reuters dẫn lời phát ngôn viên cơ quan y tế quốc gia Nigeria đưa tin, đầu tuần này, Nigeria đã nhận lô đầu tiên gồm 10.000 liều vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ từ cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ. Đến nay, quốc gia Tây Phi này xác nhận 40 ca mắc đậu mùa khỉ, nhưng chưa có trường hợp tử vong nào. Ông Remy Adeleke, phát ngôn viên cơ quan y tế quốc gia Nigeria cho biết, do số lượng vaccine có hạn, chúng tôi sẽ phân phối đều số lượng cho 5 bang. Các liều vaccine sẽ được kiểm tra chất lượng tại phòng thí nghiệm trong vòng 3 tuần trước khi được triển khai. Dự kiến sẽ có gần 4.800 người được tiêm 2 liều mỗi người, cách nhau 28 ngày. Theo ông Adeleke, nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm chủng gồm những người tiếp xúc gần với các ca mắc, nhân viên y tế và những người có hệ miễn dịch yếu. Reuters dẫn lời thông báo từ nhà chức trách đưa tin, hàng chục ngàn người ở bang Tasmania, Úc đã rơi vào tình trạng mất điện vào hôm nay, Chủ nhật 1 tháng 9, khi một đợt không khí lạnh kèm theo gió giật mạnh và mưa lớn tấn công khu vực. Khoảng 30.000 khách hàng trên toàn bang không có điện sáng nay. Tanes Work, công ty điện thuộc sở hữu nhà nước, thông báo trên Facebook, dịch vụ dự báo thời tiết quốc gia cho biết đợt không khí lạnh đang di chuyển khỏi Tasmania, một bang hải đảo với khoảng 570.000 cư dân. Nhưng những cơn mưa rào và dông bão vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ra gió giật mạnh. Dự báo đêm Chủ nhật và rạng sáng thứ hai, một đợt không khí lạnh mạnh khác sẽ quét qua khu vực, có khả năng ảnh hưởng đến bờ biển phía Tây và phía Bắc. Nhà chức trách đã phát đi cảnh báo về nguy cơ lũ lụt có thể khiến người dân Tasmania bị cô lập trong vài ngày tới. Người đứng đầu dịch vụ khẩn cấp bang Mick Love cho biết trong một tuyên bố, rủi ro ngập lụt có thể dẫn đến nhiều thiệt hại tài sản và khiến nhiều con đường trở nên không thể tiếp cận. Tính trong vòng 24 giờ qua, cơ quan này đã tiếp nhận 330 yêu cầu hỗ trợ. Tasmania cách thành phố Melbourne khoảng 1 giờ bay hoặc 10 giờ di chuyển bằng phà với khoảng cách 445 km. Khoảng 40% diện tích của hòn đảo là vùng hoang dã hoặc khu bảo tồn. Và đến đây thì chương trình An ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày hôm nay mùng 1 tháng 9 xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.